Ankha xin chào tất cả các bạn. MSI nổi tiếng là hãng sản xuất laptop chuyên game đến từ Đài Loan. Vì thế mà các sản phẩm mà MSI tung ra luôn giành được sự quan tâm của giới game thủ trên toàn thế giới. Và ngày hôm nay thì Ankha xin phép được giới thiệu tới các bạn một sản phẩm đến từ thương hiệu này. Đó là chiếc laptop MSI GP62MVR7RFX Leopard Pro. Ở video giới thiệu này thì mình xin phép được gọi tắt là GP62. Về thiết kế của máy, thiết kế của GP62 không có gì thay đổi nhiều so với các thiết kế trước đây của MSI, mà trong máy được làm bằng nhôm hoàn toàn cho cảm giác cứng cáp và sang trọng, hơn hẳn so với các modem gaming cùng tầm giá khác. Ngoài ra thì điểm nhấn của nắp máy chính là hai đường G nổi lên, làm tăng sự hầm hố cho thiết kế. MSI GP62 nặng 2,3kg là khối lượng trung bình đối với các dòng laptop gaming nói chung. Việc mang máy theo bên người cũng khá là dễ dàng. Máy được trang bị một màn hình 15.6 inch với độ phân giải là Full HD cùng với công nghệ chống chói cho khả năng sử dụng dưới điều kiện ánh sáng mạnh. Với màn hình này thì bạn có thể thoải mái trải nghiệm những hình ảnh chân thực cho trải nghiệm chơi game, xem phim chất lượng cao. Bàn phím của máy chính là SteelSeries, không có gì để phàn nàn với những người yêu thích game. Ngoài ra thì đèn LED tích hợp cũng giúp bạn thoải mái chơi game trong điều kiện thiếu ánh sáng. Máy được trang bị cổng kết nối đầy đủ, một cổng USB 2.0, hai cổng USB 3.0, một cổng USB Type-C, một cổng DisplayPort, một HDMI, một khe đọc thẻ nhớ, một jack cắm tai nghe và một webcam chuẩn HD. Về hiệu năng của máy, máy được trang bị chip Intel Core i7-7700HQ với tốc độ là 2.8GHz up to 3.8GHz, đi kèm là một ổ cứng SSD 128GB NVMe SSD và HDD 1TB, dung lượng lớn, không gian đủ lớn để lưu trữ các chương trình, tài liệu cần thiết. Với hai khe cắm RAM hỗ trợ RAM DDR4, GP62 cho phép người dùng nâng cấp tối đa lên 32GB RAM. Các màn hình GTX 1060 cho hiệu năng xử lý đồ họa không thua kém gì so với các desktop mạnh mẽ, đáp ứng tốt nhu cầu chơi mọi game hiện nay với độ phân giải Full HD với mức thiết lập cao nhất. Về hệ thống tản nhiệt, MSI trang bị cho GP62 hệ thống tản nhiệt Cooler Boost 4 với hai quạt tản nhiệt cỡ lớn và 6 ống đồng dẫn nhiệt, giúp cho GP62 có thể dẫn nhiệt từ linh kiện ra bên ngoài một cách nhanh chóng và hiệu quả. Rõ ràng là với tầm giá khoảng 35 triệu đồng thì đây là một ứng viên không thể bỏ qua trong dòng laptop gaming hiện nay. Và trên đây chính là một số giới thiệu cũng như đánh giá nhanh về laptop MSI GP62 MVR 7RFX. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!